Mình áp dụng thử rửa xe không cần nước, nó dạng form vậy. Đó. Oh wow. Nó không có chạy xước mọi người. Chào mọi người, hôm nay mình lại test một cái món mới là rửa không cần nước. Hôm qua mình đã cầm cái xe này mình chạy đi ngoài trời mưa, bão tới rồi, sắp mưa lớn nữa rồi, thì rất là dơ. Mọi người có thấy cái chỗ này vui không? Chỗ này tự nhiên cái nó sạch hơn bình thường, một cái vết rất là nhỏ rồi đó, ngay vị trí này. Mọi người biết tại sao không? Tại chỗ này mình dán PPF cái mà mình chưa có muốn phủ ceramic coating lên trên cái PPF, vì cái ceramic coating mà dành cho PPF thì nó khác, tại PPF nó hay co giãn á, nó là một cái lớp nhựa nhiệt nhựa dẻo á, TPU. Cho nên là mình phủ đây thì khi mà phủ thì đâu nó lem ở đây chút, thì mọi người có thấy rõ ràng cái ceramic coating rất tốt không? Nó sạch cái chỗ này hơn cái chỗ này luôn, tức là chỗ này không có phủ nó bám nhiều hơn, chỗ này thấy sạch hẳn không? Đó là lý do tại sao mà cái ceramic nó giúp ít bám bụi bẩn, nó dễ trôi hơn. Thì giờ mọi người xịt nước vô thì đương nhiên chỗ này nó sẽ sạch hơn chỗ này là cái chắc. Đó. Thì hôm nay mình test một cái món mới. Thật ra món này mình test chắc cũng vài năm rồi đó, nhưng mà chưa có cơ hội áp dụng. Nhân cái dịp này dịch thì mình áp dụng thử là rửa xe không cần nước, gọi là waterless. Thì đây là một cái bình form, họ nói là sẽ xịt lên xong sau đó mình lau. Thì cái cách lau của mình á là không có wow tới lau wow vậy, là xe này rất là bụi, mình hy sinh luôn á, tại xe vừa mới đánh bóng xong rất là trong, cho nên mình áp dụng thử để mình coi cái cách mình áp dụng nó như thế nào là nó an toàn nhất, ít xước nhất, chứ còn giờ dày lấy khăn lau là banh rồi. Thì mình coi cái form này nó có giúp gì được hơn không. Nó dạng form dày, nó sẽ tạo một cái gọi là lớp bọt dày và nó trơn, nó giúp cho giảm ma sát, thì khi mình mà vuốt á thì nó cũng an toàn hơn. Đây mình chuẩn bị cái khăn này hơi bị sang, cái khăn này là khăn lau sơn, khăn lau đánh bóng á, thì mình đánh bóng thì mình dùng cái này để lau, nó là khăn microfiber, để mình coi có cái loại khăn nào phù hợp với cái chuyện này để giặt không. Thì khi đó là cái đất cát nó sẽ ăn vô trong này rất là ghê. Giờ mình thử đó, thì vậy mình thấy nó có một cái lớp êm êm trơn trơn, thì mình xong rồi giờ mình sẽ lật thử cái mặt khác chứ mình không xài mặt đó. Thấy ghê quá, giống như mình cảm giác cát nó chà lên cái mặt này vậy á. Đó. Thì nó có đất cát trong này nè, cát mọi người thấy cát nãy rất nhiều, mình làm khác nữa. Nó có cái bình bự hơn mà mình đang thử cái bình nhỏ nhỏ này, mình để nước nhiều quá cho nên nó ít hơi, phải bơm đi bơm lại nhiều lần. Đó. Mình lại lau tiếp. Vậy đi. Mình nghĩ là nó sạch hơn được một chút cho nên mình chơi hai lần. Coi như là mình một cái này là mình có 8 cái mặt khăn hả? Lau 8 lần. Hơi nhiều quá, chắc mình không cần mũi nhọn đâu. Mình cảm giác là đất cát nó đi bớt rồi. Đây, hai mặt khăn cuối cùng. Rồi, giờ mình lấy cái khăn khác. Sẽ lau lại, mình thấy là nó sạch rồi. Mình sẽ lau lại.
rồi, mình không dám lao lên trên này, lên trên này nó có cát đó, cái khăn mình hơi lem vào đây chút là nó hơi dơ. Thấy ghê ghê quá. Moment of truth, chờ chút nha. Nó có thêm một cái chai nữa để xịt mà mình chưa có làm chai đó, mình cũng lao lên đó cho nó sạch cái mặt sơn. Nó có hai chai, chai là làm sạch cái vết bẩn, chai thứ hai là lao lên cho nó sạch bóng, kiểu giống như chai wax vậy. Rồi giờ mình sẽ chiếu đèn vô thì mình nghĩ là nó sẽ chạy xước đó. Rồi đẹp đâu rồi, ghê quá. Oh wow, nó không có chạy xước mọi người. Mọi người đừng lầm tưởng này là xước nha, thì cái dấu này là cái dấu ấy. Ồ, nó cũng đỡ lắm mọi người. Cái xe này mình có phủ xe mít rồi, khá là an toàn nếu mà nhìn thế là kỹ. Nó có xước mảnh thì là mảnh luôn mọi người, rất là an toàn luôn á. Chứng tỏ này có thể chơi được à. Giờ mình thử nguyên cái phần xe này luôn coi sao, nhìn cho nó dễ hơn. Không, ít nước đi thì mình bơm hơi nó được nhiều hơn. Cái bình này hơi nhí đó, xì đó. Wow, mình có thể mạnh dạn hơn. 1 2 3 4, mặt kia đúng là 8, mất công để mình cộng sai cái nói 9 cộng 5 13 nữa thì chửi nữa. Tiết kiệm, chơi vậy cho nó tiết kiệm. Dưới này cũng sạch rồi đó, xong rồi đó, khá nhanh. Đây là lau thoải mái được, khá nhanh. Mọi người nên nhớ là xe này rất là dơ nha. Xe này là mình nhìn ở đây là biết rồi nè, vừa đúng đi đi mưa về mình không có rửa, nên mình lấy nắng khô. Mình hy vọng cái này là nó mà thành công á thì xe mà ở nhà hơi bụi chút không cần đem đi rửa, xịt cái này lau luôn gọn lẹ. Trơn nhẹ đó. Ok, đèn đâu, mời camera vô coi. Ok mọi người, nó không có xước nhiều, nó chỉ xước nhẹ nhẹ thôi. Còn cái holo hơi holo á, rồi mình nghĩ nó cho nó xước á, nhưng mà nó quá mảnh đi. Nếu đổi cái đèn này qua một vàng coi. Ok mọi người, nó không có chạy bành sát cái xe, nó xước rất là nhẹ, nhưng mà phải do cái cách của mình chỉnh cái khăn nữa. Khi cái cách mình vuốt cái khăn này là dày, xong mình hớt lên dày để cho nó ăn lên, chứ mình không có chà mạnh. Với lại nó an toàn thêm cho là nếu mà xe có phủ xe mít á thì mặt sơn đâu đó nó sẽ dễ trôi đất cát và
Nếu mà sơn mềm thì ceramic xịn nó có giúp cái sơn cứng hơn một vài độ, độ hắc thôi nha, pencil scale thôi nha. Ok ok, đây nhìn lại chỗ này dơ nè. Rất là dơ. Rồi. Ngon lành. Còn nếu mà ở đây á, mình chơi ở đây. Thật ra ở đây mình dán BVF rồi mình cũng không có sợ lắm đâu mọi người. Ở đây mình quất luôn. Coi nó làm sao. Lầy luôn. Một khi đã dán BVF thì có sợ gì chăng? Lại BVF nó có khả năng phục hồi vết xước nhẹ nữa. Thì mình nghĩ nó cũng ok. Đây cái chỗ này á, cái BVF này mình dán lâu lắm mà mọi người. Dán rồi chạy rồi thử test lau dọn chày các kiểu. Mọi người nó vẫn trong veo à. Nó chỉ chày nhẹ nhàng thôi. Đây. Là rất là ok. Còn những cái chày sâu sâu là mọi người đừng tính nha, tại vì cái đó hồi trước mình phá đó. Thì đó, nếu mà xe nào dán BVF toàn xe lau cái chuyện này nó an tâm hơn chút. Ok. Cảm ơn mọi người. Ok mọi người, giờ mình thử biến tấu một chút đi. Ví dụ mà mình có một xô nước, một cái bông rửa với cái này. Mình không cần xô nước bự vậy đâu. Nhưng mà ở đây là mình, tại vì mình chỉ có xô này thôi. Giờ mình quất cái cửa này coi làm sao. Rồi, cái bông này mình giờ mình làm sao? Mình xịt lên đây. Xong rồi cái mình lấy bông này mình vuốt xong mình xả. Coi nó có hiệu quả gì không, nó có nhanh hơn không, chứ giờ quất cái kia mà một cái xe này chắc 10 cái khăn khó. Rồi bạn camera chắc vòng quanh đây quay tiếp để trải nghiệm. Nói chung là này an toàn chứ không cần phải là phải xả cho nó thiệt sạch đó. Mấy cái bông này dài, mình xả ở đây. Thế là một cái bông này là mình quất được cái xe luôn. À, lật mặt. Trời ơi. Này, phát. Mà nhớ là ở dưới là có cái này để nó lọc bụi, chồng hai ba cái lên cho nó cao lên. Hình như là người ta chơi một phát vậy là nó sập luôn rồi đó. Này, chọn nhẹ. Đây mình cảm giác sạch rồi thì mình cứ tới lui. Nhưng mà dưới này thì rút cái kẽ giữ cái nữa. Rồi. Có ceramic thì đúng là nước vô nó trơn trơn tay. Rồi bây giờ mình lấy cái khăn khô, xịt một cái khoáng chất gọi là giúp dễ lau khô. À, nó là combo của cái này để khi mình lau nó dù nó sạch nó hơi rít hay gì á
mình có cái hóa chất này mình lao là nó khô nước nhanh. Thêm cái xô nước cũng có vẻ thú vị á, trơn á. Khi mà quay lên clip mọi người sẽ thấy nó hô lô hoàng quện á, thì là do cái khăn mình hơi ẩm á, ẩm ẩm lao thấy nó hơi khô khô. Camera cố gắng thích ứng rồi đó, nó khô thì mình cần một cái khăn khô hơn để chút nữa mình lấy đó. Thì coi như là mình đã rửa bằng một cái bông và một cái này. Trên này mình làm chưa? Còn mình cứ coi đi, chiếu đèn thôi mình làm. Nên là này các bạn phải có khoảng mình nghĩ các bạn nên có khoảng 50 cái khăn. Những cái holo này á là nè, ha, cái khăn đó, cái nó chưa có khô á, đấy là nó để cái chất hơi quắc xin này, mọi người thấy nó hơi loáng loáng. Về chày xước thì mình nghĩ với một cái cửa bụi như vậy thì nó xước mảnh rất là nhỏ, nhẹ nhàng hơn các bạn rửa không đúng cách nha. Nếu mà cầm cái khăn cát mà lau quần quện là mình nghĩ là nó xước hơn, thì cái này khá ok đó. Vậy là chơi với một cái này cũng ngon nè. Còn không mà nhà nào có máy thổi á thì mình thấy là ví dụ mình xịt lên vậy mình lấy cái bông giờ mình lấy cái máy thổi. Thổi Big Boy á. Là ngon luôn. Mọi người nó trong veo luôn. Phải không? Camera thấy trong veo anh. Yeah. Ok không? Thêm cái đèn. Ok. Đó, thêm cái máy thổi nữa coi bộ ngon à. Được rồi. Giờ mình chơi thử ở đây mình xịt cái chất này lên. Xong cái mình lấy máy thổi rồi nó có sạch không nha. Nó là mình thí nghiệm thôi. Cái cản này có dán PVF rồi. Cái chất này nó đặc lắm nha. Cái cản này mình dán PVF mà cái coating của nó đã bị yếu rồi, mình đánh mình phá phủ tròn mình test đó, cho nên là
Mọi người nhìn đây thì nó để lại một cái lớp mờ, tức là cái lớp mà giúp cho nó bôi trơn với lại nhẹ nhàng á. Vậy cho nên mình nghĩ là nó phải có một cái chút gì đó hỗ trợ từ cái việc đụng tay đụng chân vô. Thử coi. Dưới này BBF rồi. Đó. Vậy thôi, hỏi thử coi. Đằng đấy lại sạch. Trong veo. Nếu camera thấy, camera thấy trong không? Thấy. À. Có lý, tức là nếu có máy thổi thì nó giúp cho cái chuyện mình làm khô nó dễ hơn. Mình cứ lao lao bằng cái bông, xịt lao xong mình lấy máy thổi thổi nó sẽ khô. Cái này nó thái sạch luôn. Mà mình ít phải lau qua lau lại. Một sự kết hợp cũng ưng ý. Nó còn những chỗ mà nó có tiên nó yếu á, nó hay gì dính nước bợt nữa. Nó có trôi nên mình ghét lắm. Nên là phủ ceramic hoặc là cái PVF nó có lớp ceramic hydrophobic thì nó sẽ trôi nước. Ok thì cái kệ này sạch, cái này sạch, nữa đằng sau cũng sạch, nói chung là xe cũng lem nhem. Bây giờ mình sẽ đem đi ra, trời sắp mưa rồi, mình đi kiếm mưa thử, xong nó dơ lại, mình lại thí nghiệm tiếp. Ok, giờ quá giờ. Trời ơi, tới service rồi, tới tốn tiền rồi. Hết bảo dưỡng miễn phí rồi mọi người ơi. Tại vì xài hết thẻ rồi. Thẻ được có 3 lần à. Ok, lên đường. Mới ra nói kiếm mưa là có mưa liền mọi người. Chán quá, ra tới đây hết mưa rồi mọi người ơi. Hình như là bên này nó mưa hơn nè, tối thui hơn nè. Wow. Bên đó là gì ta? Bảy. Wow, ok. Bên phải sáng chân mọi người. Bên trái là mờ mịt. Giờ mình sẽ đi qua hướng bên trái. Bên trái bên đó là quận 7. Cái góc view rộng thì hình như nó hơi bóp cái hình đúng không? Nó hơi kiểu bầu khó chịu. Nhưng mà được cái là cho mọi người thấy được nhiều thứ. Clip này mình quay nhanh chóng bằng điện thoại, cho nên là nếu mà chất lượng có giảm quá mọi người đừng thông cảm bỏ qua. Giờ mình không vác cái máy ABS 3 đó với lại cái gimbal nữa, bự quá. Hôm nay không có bạn quay phim rồi. Rồi anh thấy này nhanh gọn lẹ. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ. Đây, trước mặt là tối thui mờ mịt đây. Lắc rắc. Mình nghĩ bên đó sẽ mưa. Thơm quá. Lâu tỏa mùi thơm là thấy vui rồi. Giờ mình mới chui qua hầm cái. Ok, này là tới hầm Thủ Thiêm. Mình sẽ set limit 60. Rồi, hầm này cho chạy 60. Mình thích cái xe này là mình set limit một phát là nó ở đó luôn, khỏi suy nghĩ. Cái Porsche Cayenne á, thì khi mà set limit thì nó
là nó vẫn cứ 60 nè. Thì nó chỉ báo cho mình thôi, đúng 60 nó báo tinh cái, nhưng mà nó vẫn chạy luôn mọi người. Làm bữa mình hố một lần, mình quen cái này là tức giờ mình có đạp cứng ga, đạp ở dưới chân ga nó còn cái nút nữa, tức là mình cứ đạp, đừng có đạp vô nút đó thôi, thì nó vẫn chạy 60. Còn Porsche là nó báo tinh cái nhưng mà chạy tiếp là tùy bạn. Bữa mình hố mình set 60 cái xong mình quen chân mình đạp cái nó lên 80 luôn, hú hồn, hên quá không bị dính chưởng, không là chết rồi. Chưa quen xe rồi sắp hết rồi, hết hầm mờ mịt rồi mọi người, mà vẫn không thấy mưa, chỉ lắc rắc thôi. Đi kiếm mưa khó à, nhiều lúc không cần thì mưa ầm ầm ngộ. Thấy đường là ướt nhiều lên rồi, chắc mình nghĩ là trước mặt là sắp mưa rồi đó, đi thêm chút nữa coi sao. Đây là đường ướt nhẹp luôn, chắc là mới mưa và mưa nó đang rút về cái hướng đó. Đường đây là ướt nhẹp. Ôi, Aeroad hiu hiu, đóng cửa. Đường đây là ướt nhẹp luôn á, nó mới hết mưa. Hy vọng là mình chạy nhanh hơn tốc độ máy bay thì mình sẽ đuổi kịp mưa. Đây là mới hết mưa xong, nhưng không sao mọi người, mình cũng không cần mưa lắm, mình cần đường ướt. Đường ướt thì là nó dơ, nó sẽ văng lên xe rất là ghê. Nghe cũng được. Mình sẽ chạy lên chạy xuống cái đường Phú Mỹ Hưng này cũng hay á. Đây nãy là mưa rất là, chắc là rất là lớn luôn. Cần đường ướt thôi là dơ rồi. Đường ướt và nhiều khi là nó còn dơ hơn là mưa ào ào nữa. Mưa ào ào nó có nước nó trôi xuống nó sạch. Còn đây là nhiều sình đất là nó văng lên hết. Mình lại vòng lại à, đường nó cứ dơ dơ vậy nè. Mình chạy vô mấy vũng nước nữa, xèo xèo. Xài cái nước rửa kính của Sonax á, thì nó có một cái mùi hay hay lắm. Nếu mà lấy gió ngoài sẽ thấy cái mùi đó xịt lên hả? Thì cái nước rửa kính này nó có thêm một cái giống như là nó phủ một lớp gì lên kính á, khiến cái kính nó dễ trôi nước hơn, mình cảm thấy vậy. Còn nhưng mà cái kính này của mình là có dán một cái lớp cường lực bảo vệ bên ngoài rồi, thì cơ bản là nó cũng trôi nước, nhưng mà nó sẽ yếu dần theo thời gian, vì như mọi người cũng biết là cái gạt nước nó sẽ gạt, nó chà sát lên đó mà chịu sao nổi. Nhìn nhìn mấy cái ổ gà né, thấy dụng nước khoái nhưng mà không dám nhảy vô, là ở mà nó sâu cái là một cái rầm tội cái phuộc lắm. Rồi đi hướng này là lại quay về Aeroad thôi, 5-7 cây số gì đó. Chứ giờ là trời sáng trưng rồi, hết mưa rồi. Hết mưa rồi. À có dụng nước nè. Này mấy giờ nè, đúng dằn. Đó. Ôi nhiệt độ ngoài trời nay có 24 độ rồi mọi người. Ok, chui về hầm đường khô queo.
podcast thì đường phố khô queo, thấy gió giật đùng đùng. À, đồ quán bên trái đây mọi người, mình kéo xuống cho mọi người coi. Đóng cửa hoài. Để lên đây mình U-turn lại, quay đầu lại. Hơi ồn. Cái âm êm. Đóng vô một cái êm ru. Êm dã man luôn. Trời nó có vui ha, đường nó sáng trưng lên xong cái nền trời thì nó tối tối. Quay vô cái camera nhìn vui hết. Rồi, kéo vô. Đâu để ra coi coi dơ không, sao sạch trơn vậy trời, nãy mình đi văng dữ lắm mà ta. Chiếu đèn thử trời ơi, nó sạch trơn nè mọi người ơi, nó cũng không có dơ lắm, nó chỉ mờ mờ thôi, so với cái dơ này là ở dơ nhiều hơn. Bởi vậy mình nói xe mít coating á, nó làm xe sạch lắm nè, nhìn xe sạch. Nếu mà nhìn xa là rất là sạch luôn, nếu không chiếu đèn á. Đó. Đó, có đèn lên rồi. Nó chỉ là mờ mờ thôi, nếu mà mình không chiếu đèn á là nhìn bó tay luôn. Xe sạch bon à. Thú vị quá. Chỗ này nãy mình xịt nó dơ dơ nè. Cái này nãy mình rửa nè. Trời ơi. Cái phủ ceramic là nó hay sạch vậy lắm. Nhiều khi mình muốn nó dơ cũng khó lắm. Mình còn một nửa bên này nãy mình để dành, mình chưa có làm. Cho nên mình biết nửa bên này nó sẽ dơ. À, dơ lắm mọi người. Đó.